An Bình thân ái kính chào quý vị khán giả. Tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, còn tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Từ ngàn xưa, dân gian đã đúc kết tướng của một người phụ nữ thường thể hiện ra ngoài có tướng mặt, tướng đi, ăn nói. Chỉ cần tinh ý quan sát, bạn hoàn toàn có thể nhận diện tính cách của họ qua bề ngoài. Có người phụ nữ tướng mạo tràn đầy phúc khí, nhưng cũng có người tâm địa xấu xa, nói lời xảo trá. Sau đây là 3 đặc điểm của người phụ nữ không lật lọng thì cũng thủ đoạn đầy mình, bạn tuyệt đối phải tránh xa, kẻo kết giao hay lấy phải làm vợ thì khổ cả đời. Phụ nữ có ánh mắt biến đổi liên tục thường là mẫu người hai mặt điển hình. Họ có thể mang bộ mặt này với người này mà lại mang bộ mặt khác với người khác. Đặc điểm đầu tiên của phụ nữ dễ lật lọng đó là ánh mắt biến đổi liên tục. Loại người này thường thể hiện mình trước mọi người theo hai kiểu. Thứ nhất, kiểu mê hoặc. Họ thích thu hút sự chú ý của nam giới. Hễ gặp nam giới là họ nhìn chăm chăm vào người đó, mắt chớp chớp, miệng chúm chím cười duyên. Thứ hai, theo kiểu yểu điệu thục nữ. Dù họ có là người ngỗ ngược, chua ngoa thất học tới đâu đi chăng nữa, song đứng trước chỗ đông người hoặc ra mắt gia đình người yêu, họ đều tỏ vẻ là người con gái nhà lành, ngoan ngoãn, đoan trang, có khí chất và được giáo dục tốt. Đặc điểm thứ hai, đó là giả giọng nói lôi cuốn, đa tình, quyến rũ. Những cô gái làm ra vẻ hấp dẫn để thu hút các chàng trai thường có giọng nói vô cùng lôi cuốn, hoặc là cao vút trong trẻo, hoặc là trầm ấm, dễ thương. Nếu bạn để ý sẽ thấy, rất nhiều người phụ nữ có thói quen chun mũi. Đặc điểm thứ ba, chính là thích chun mũi, không hiểu cũng giả vờ hiểu. Loại phụ nữ này thường rất kiêu ngạo, cho rằng mình thông minh hơn người khác. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ rằng họ thực sự thông minh hơn mọi người. Kỳ thực, họ là những người sĩ diện, tức là dù biết mình không tài giỏi, song lại tỏ vẻ như là mình rất tài giỏi, am hiểu mọi chuyện. Hành vi cử chỉ của họ đều muốn hơn người khác. Họ ngẩng cao đầu khi đi trên đường, thích chạy theo mốt thời thượng, không bao giờ chịu tụt hậu. Tuy nhiên, nếu chun mũi trong thời gian dài thì nhất định sẽ khiến cho sống mũi xuất hiện nếp nhăn mảnh cắt ngang và trở thành một kiểu tướng mặt. Người có tướng mặt như vậy trông sẽ già hơn so với tuổi, hơn nữa thường gặp căng thẳng trong quan hệ giao tiếp. Rất nhiều người phụ nữ thích để tóc xõa ngang vai, hơn nữa còn để tóc một bên che kín nửa mặt, cốt tạo vẻ đẹp bí hiểm. Đây chính là đặc điểm thứ tư, tóc xõa ngang vai, che kín nửa mặt, gặp nhiều trắc trở trên đường tình duyên. Tuy nhiên, người khác nhìn vào lại cảm thấy như phần mặt bị che kín này có khiếm khuyết nào đó. Về mặt nhân tướng học thì kiểu tóc này cũng không phải là kiểu tóc đẹp. Chúng ta biết rằng cung phu thê nằm ở phần đuôi mắt. Nếu một bên lộ ra ngoài, còn một bên lại bị tóc che kín, thì nhất định sẽ khiến cung phu thê ở hai bên mất cân bằng, gây tổn tới hai cung phu thê, chính là ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng hoặc tình yêu. Phụ nữ có kiểu tóc này nhất định gặp nhiều trắc trở trong tình yêu hôn nhân. Thứ năm, có thói quen rầu môi, lẳng lơ, đa tình. Khi nói thường rầu môi lên, nhìn thấy hết cả phần trong môi, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả răng lợi, là một hành động không đẹp chút nào. Phụ nữ có kiểu tướng mặt này cũng sẽ thường xuyên có cử chỉ và hành vi thiếu lịch sự, lúc nào cũng cằn nhằn, ca thán. Họ không biết đứng hay ngồi thế nào cho hợp lễ, ngồi trên ghế sofa cũng không biết phải ngả lưng thư giãn. Họ không lúc nào chịu ngồi yên mà liên tục hoạt động. Kiểu phụ nữ này có tính cách kiên cường, bất khuất, không chịu khuất phục trước ai. Tuy nhiên, hành động và cử chỉ khác thường của họ lại rất hấp dẫn nam giới. Thứ sáu, lông mày đứt đoạn, mừng giận thất thường. Lông mày đứt đoạn chính là lông mày mọc lộn xộn, không thành hàng lối, nhìn từ xa tựa như đứt thành từng đoạn nhỏ. Phụ nữ có tướng mặt như vậy thường yếu đuối, dễ bị chi phối bởi tình cảm, dễ kích động, mừng giận thất thường, lúc nào cũng có sự cảnh giác đề phòng với thế giới, không muốn tin dựa vào người khác, cũng không có được quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Họ yêu cầu cao ở người khác, chỉ chú trọng tới bản thân, thích so đo tính toán. Đặc điểm thứ bảy, xương quai hàm nhô về phía sau tai, là người ích kỷ, tư lợi. Nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước sẽ thấy xương quai hàm bạnh sang hai bên, hoặc nhìn từ phía mặt bên
sẽ thấy xương quai hàm nhọn và nhô về phía sau tai. Người có tướng mặt như này tuyệt đối không nên tin tưởng họ, cũng không nên kết giao với họ, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Là cấp trên, cần cảnh giác họ làm phản, còn nếu là bạn, cần cảnh giác kiểu họ giành hết lợi ích của mình. Đặc điểm thứ 8, hàm răng khấp khểnh, mọc lộn xộn, nghiêng ngả, răng lại nhọn, răng cửa không ra răng cửa, răng nanh không ra răng nanh. Người phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Họ rất nham hiểm, xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng. Họ so bì tính toán thiệt hơn với người khác, thường cảm thấy người khác làm điều không phải với mình, chẳng qua là mình không thèm trả thù mà thôi. Đặc điểm thứ 9, đuôi mắt hình móc câu, gian trá, không thành thực. Đuôi mắt hình móc câu là chỉ tại vị trí giao nhau giữa mí mắt trên và mí mắt dưới phía đuôi mắt có dạng cong cong giống như hình móc câu, khiến đôi mắt có vẻ tròn trịa và rất linh hoạt. Phụ nữ có tướng mặt như vậy xem ra rất thành thực, lễ phép, song thực tế lại rất đáo để. Trong đầu họ lúc nào cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực. Họ có thể tùy cơ ứng biến trước mọi tình huống. Khi trò chuyện với mọi người, mắt họ thường nhìn liên láo, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Người có tướng mặt như vậy chắc chắn không thành thực, gian trá và xảo huyệt, lúc nào cũng toàn tính trong đầu. Đặc điểm thứ 10, ấn đường hẹp, đa nghi. Trên ấn đường xuất hiện vết sẹo thì vận làm quan của người này chắc chắn sẽ bị tổn hại. Phụ nữ có tướng mặt như vậy thì dù là suy nghĩ hay hành động đều khiến người khác không ngờ tới. Họ có ý thức sáng tạo, có thể làm việc độc lập. Tuy nhiên, nếu quá tự tin, cho rằng mình có thể làm được mọi chuyện một mình thì dễ rơi vào ngõ cụt, càng đi càng thấy bế tắc. Bởi vậy dễ sinh lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ với người xung quanh. Dù là chuyện còn con cũng để bụng và luôn cảnh giác đề phòng với thế giới. Cuối cùng, mắt đỏ vàng là người nóng nảy, cố chấp. Mắt đỏ vàng là tròng đen và tròng trắng không phân tách rõ ràng. Nhìn tổng thể thì thấy mắt có màu nhạt, trong mắt xuất hiện nhiều tia máu. Phụ nữ có tướng mặt như vậy thường nóng nảy, ngoan cố, thích dốc toàn lực quyết chiến một phen. Một khi đã làm việc thì dù cho là gặp khó khăn cản trở cũng không chùn bước. Tuy nhiên trong công việc, họ lại tỏ ra là một người thiếu quyết tâm, dễ lung lay dao động. Khi gặp vấn đề, thường thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, tính kỷ luật kém. Thói ăn uống của họ rất xấu, không phải là khảnh ăn, cũng là ăn vô độ. Đặc điểm nhân tướng học trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo. Để đánh giá một người phụ nữ tốt xấu ra sao, chúng ta cần dựa vào cả những yếu tố về nhân phẩm, tính cách và cách hành xử. Thật đáng buồn khi ông chồng nào lấy phải người vợ xấu cả người lẫn nết. Cuộc đời khi phải chung sống với người phụ nữ này chẳng khác nào tấn bi kịch. Câu chuyện về cặp vợ chồng sau đây sẽ khiến quý vị thấm thía hơn điều này. Xin mời quý vị cùng đón xem. Ngày tháng dẫn người yêu về ra mắt, gia đình anh gần như đứng hình trước nhan sắc của Hoa. Cô có khuôn miệng rộng, mặt hình chữ điền, làn da lại ngăm đen, dáng thấp lùn, chẳng có chút gì nổi bật. Trong khi đó, Thắng lại là chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai, với nước da trắng, dáng rong ròng, có lúm đồng tiền khiến bao cô mê mệt. Ấy vậy mà, anh chọn một cô vợ xấu như thế này, ai cũng thấy chẳng xứng đáng gì với anh cả. Hoa dường như cũng cảm nhận được nhà chồng sốc trước nhan sắc của mình nên tỏ ra buồn bã suốt cả buổi. Khi ra về, cô còn cúi gằm mặt mà đi. Thắng thấy vậy thì nhẹ nhàng. Đối với anh, nhan sắc không phải là thứ tồn tại vĩnh cửu. Nếu chậm sắc, anh đã không cưới em. Anh chỉ quan trọng cách sống, cách ứng nhân xử thế của em mà thôi. Nên em cũng đừng buồn làm gì, rồi từ từ ba mẹ sẽ chấp nhận thôi mà. Cuối cùng, sau cả tháng thuyết phục ba mẹ và năm tháng yêu nhau, đám cưới của Thắng và Hoa cũng được diễn ra. Nhưng cũng từ đây, bi kịch của anh bắt đầu. Trong ngày cưới, dù đã trang điểm kỹ, nhưng nhìn cô dâu trông vẫn rất xấu. Nhiều quan khách đến chúc mừng, vô ý trêu chọc, đối đáp những lời khiến Thắng chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Nào là, sao chú đẹp trai ngời ngời lại vơ trúng một em như thế này nhỉ? Em đúng là làm chị thất vọng quá đi. Thậm chí có người còn dì tai anh bảo nhỏ, cu cậu bị cô nàng úp sọt đúng không? Cô dâu mới không ngần ngại trả lời ngay. Vâng,
Em xấu vậy mà cưới được anh Thắng thế mới hay. Người ta nói phụ nữ đẹp là nữ hoàng là chuyện bình thường. Con gái xấu mà khiến đàn ông yêu say đắm, đó mới là tuyệt vời. Rồi thì anh có chắc vợ anh tính nết tốt bằng em không mà anh khoe mẽ? Cũng từ đây Thắng nhận ra vợ mình là một người vừa xấu lại vừa chảnh. Nếu cô im lặng, có lẽ anh sẽ không phải xấu hổ như vậy. Khi sống chung một nhà, dần dần Thắng cần nhận ra vợ mình không phải dạng vừa đâu. Vì Hoa là con một nên ngay từ đầu hai người đã thống nhất Thắng sẽ đi ở rể. Xong cưới đúng lúc công việc bận bịu nên anh đề nghị cô ở nhà mình 2 tháng. Chờ công việc ổn định thì chuyển về nhà vợ ở luôn cho tiện. Vừa nghe chồng nói thế, Hoa đã giãy nảy lên. Anh định làm trái lời giao hẹn của chúng ta đúng không? Anh bảo em làm dâu hả? Anh nhớ ba mẹ anh đã đối xử với em như thế nào trong ngày ra mắt không mà bảo em làm dâu. Anh không về dưới thì em về. Thắng nhớ ngày ra mắt, ba mẹ chỉ sốc một chút rồi vẫn đối xử với cô bình thường. Vậy mà bây giờ cô lấy cái cớ đó để từ chối làm dâu. Anh thật sự thất vọng bởi cách ứng xử quá trẻ con của vợ mình. Tưởng Hoa nói giận hờn vậy thôi, không ngờ cô vào nhà vơ đồ đạc và định bỏ đi thật. Ba mẹ Thắng thấy vậy mới khuyên anh nhường vợ. Giận vợ, nhưng mới cưới 2 ngày, vợ đã ôm đồ bỏ đi thì không hay. Sợ mọi người bàn ra tán vào, Thắng đành xuống nước cho yên chuyện. Thấy chồng nhịn mình, Hoa cho rằng mình xấu mà được chồng chiều như vậy, ắt hẳn chồng phải thương yêu mình lắm, nên càng lấn tới. Sáng hôm sau, cô đã bắt anh dậy thu xếp đồ đạc đi về nhà ngoại. Thắng bực bội, nhưng cũng phải làm theo. Nếu không Hoa lại giận hơn, rồi nói lẫy đủ kiểu. Anh bắt đầu mệt mỏi với cô vợ xấu đỏng đành khó chiều này. Về nhà Hoa sống, anh càng nhận ra mình đã quá sai lầm khi cưới cô. Anh luôn cho rằng một cô gái 30 tuổi như cô được anh cưới lại chấp nhận ở rể thì phải biết chồng mình hy sinh nhiều như thế nào. Nhưng vợ anh cứ như là đứa trẻ lên ba, luôn vòi vĩnh anh những chuyện mà anh không thể làm giúp. Bình thường cứ tắm xong Thắng sẽ giặt quần áo của mình luôn. Nhưng từ khi ở rể, Hoa bắt anh phải giặt đồ cho cả nhà, trong đó có cả quần áo của ba mẹ vợ. Nhiều lúc ngồi vò cái quần nhỏ của mẹ vợ mà anh thấy thấm thía cảnh ở rể là cùng cực ra sao. Hoa làm y tế học đường, công việc nhàn hạ nhưng lúc nào cô cũng kêu than mệt mỏi. Thắng là kế toán trưởng của một công ty xăng dầu lớn trong tỉnh nên công việc rất căng thẳng. Vậy mà về nhà, thấy bố vợ nhậu nhẹt liên miên, vợ thì nằm ườn ra đấy chờ mẹ nấu ăn. Anh cảm thấy chán nản, tù túng vô cùng. Vợ anh dường như chẳng làm gì, chỉ biết sai chồng hoặc mẹ. Ăn xong thì nhờ mẹ lấy hộ ly nước, quét nhà, lau nhà, rửa chén thì sai chồng làm. Mà ba mẹ vợ anh cũng rất là lạ, thấy con mình sai con rể nhưng chưa khi nào dạy dỗ con gái một câu. Không những thế, Hoa còn xa xả mắng ba mình mỗi khi ông sai đến độ chẳng biết gì. Lần đầu nghe cô mắng mà Thắng ngạc nhiên đến độ miệng chưa o, chẳng thốt được lời nào. Nhưng sau 2 tháng sống chung thì anh quen và tự nhủ là phải hạn chế nhậu nhẹt để khỏi rơi vào cảnh ấy. Hoa cực kỳ ghét con nít. Thằng cứ ngỡ một người lớn tuổi như Hoa lẽ ra phải yêu thương và mong có con lắm chứ. Nhưng vợ anh thì ngược lại. Thứ bảy hàng tuần, hai vợ chồng đều về nhà Thắng chơi. Hôm ấy, chị dâu anh, vốn chẳng quý mến gì Hoa, cũng dẫn 2 đứa cháu về chơi. Đứa bé mới 3 tuổi, chạy nhảy, bị vấp nên bám tay vào tà áo Hoa. Ngay tức thì cô hất ra, rồi lấy tay phủi áo, mặc cho đứa bé khóc giống lên vì ngã đau. Chị anh chạy ra, bế con, không quên dạy Hoa. Thím nên nhớ, nó là cháu nhà này, là cháu thím. Chỉ một đứa bé 3 tuổi mà thím nỡ xô nó ngã để vuốt tà áo thì tôi không hiểu nổi con người thím. Tôi thấy, người, vừa xấu nếp như thím thì nên ở giá đi. Đừng làm khổ thằng Thắng nhà chúng tôi như vậy. Hoa tím mặt trước câu nói, sau đó giận dỗi đòi bỏ về. Thắng vừa bất mãn về hành động vừa rồi, vừa chán nản từ lâu nên chở Hoa về nhà, sau đó thu xếp quần áo, bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Hoa và ba mẹ cô. Chẳng biết Hoa sẽ nghĩ và ứng xử như thế nào khi anh bỏ đi, nhưng anh thấy mình thanh thản khi rời khỏi cô. Anh chỉ hy vọng cô đừng lên nhà tìm anh nữa. Cô không xứng đáng với những hy sinh của anh. Cưới một người vợ xấu nhưng tốt tính, người đàn ông sẽ có một báu vật. Còn cưới một người vợ vừa xấu người, xấu nết như cô,
thì đó là bi kịch. Phụ nữ xấu tính có muôn kiểu, lật lọng, thủ đoạn, lẳng lơ, đỏng đảnh, vân vân. Nếu gặp phải những kiểu phụ nữ này, chẳng mấy chốc họ sẽ thay lòng đổi dạ, lừa dối và chuốc rắc rối cho bạn. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi kết giao và gặp gỡ những kiểu phụ nữ như thế này nhé. Những chia sẻ trong video chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Việc đánh giá một con người tốt xấu ra sao cần thời gian và đặt trong những hoàn cảnh cụ thể. Vì thế, đừng lo lắng nếu bạn có những nét tướng trên nhé. Quan trọng bạn biết tu dưỡng thì ắt tâm lành sẽ sinh tướng tốt mà thôi.